chấp ngân thù. Bọn mình cũng được ra, ra xin đấy. Chứ nếu mà cái giai đoạn đấy là cũng là thì gọi là đôi công là căng thẳng đấy. Không phải nói thật. Cái 16 tháng 2 năm ngoái ấy, không phải là lần đầu tiên. Đối với anh ấy là lần thứ 3 đối với như cái đám biểu tình. Cho nên ấy, khi mà ấy, đầu tiên anh đứng thay cái keyboard nhỉ, anh đứng giữa đám biểu tình. Có một khi bà nói lấy sau khi bà ấy ngừng một phát, anh bảo, chị ơi cho tôi hỏi. Mà khi bà nói là không ai để ý đến anh cả. Chị ơi cho tôi hỏi này. Bà quay phát lại hỏi, ôi tôi không nói chuyện với anh. Thế là tự nhiên ấy, cả cái đám ấy là nó bắt đầu nó nhìn anh. Thế là nó quay lấy thằng Hữu Vinh ấy. Hữu Vinh CB ấy. Rồi cả cái đám quay ấy là nó quay lấy anh. Thế là bắt đầu ấy là nó cứ bảo là may là thằng gì ra, may là thằng gắn ra. Ô, ông này thì biết rồi. Vân vân. Đấy, thế xong rồi sau đó thì anh bắt đầu thay biểu. Tức là ấy, anh lần nào họ biểu tình chống Trung Quốc anh cũng đi một mình, có ai đâu mà rủ, ngồi keyboard ai biết đâu. Thế là anh đơn thư được 3 chứ là đơn thư được 3, tức là mình thấy bức xúc quá, mình cũng lên. Nhưng mà lên ấy, bao nhiêu lần ấy là mình cũng không nói ông đang nói gì, mình chỉ quan sát. Sợ đúng không? Không sợ. Thế xong thì cái lần bắt đầu ấy là họ mới đứng hô ở chỗ đại sứ quán Trung Quốc bị cảnh sát cơ động họ đứng chặn ấy. Thì họ đứng họ hô xong rồi bắt đầu mới đi theo đường phủ để lên trang trí lên bờ hồ. Thế thì anh mới ở đầu đường Điện Biên Phủ ấy, chỗ cửa Nam ấy, anh cho lên xe vỉa hè. Thế thì cái đám của mình nó đi ngang qua cái thì anh bảo sang Trung Quốc mà biểu tình đấy. Thế là anh vừa phát cái là 56 thanh niên nó tách ra khỏi đám biểu tình, nó lên vỉa hè, nó vây quanh anh. Thế là còn những họ vẫn cứ phải đi theo đoàn nó ngoái là. Thế là nó quay coi anh là bắt đầu là nó cũng là cứ toàn là bảo là may là thằng nào. Thằng kia bảo là may là thằng Hán Giang. Thằng kia bảo là may là thằng Việt Giang. Rồi may đã đi bộ đội chưa? Anh cũng ngực. Tao là cựu chiến binh về biên giới đây. Thực ra là anh chưa đến tuổi đi bộ đội. Cái hồi ấy, hồi ấy thì anh đang ở Tây Ninh rồi. Đang ở Tây Ninh rồi, là biên giới Tây Nam rồi. Đấy. Thế là xong rồi tất nhiên là anh tranh cãi cho. Đấy. Xong rồi thằng nó cầm một cái cuộn báo này nhá, nó bức xúc, nó bực anh em ấy, nó cứ giơ lên này, nó định quật vào đầu anh xong nó rụt tay lại. Tức là nó hiểu là bây giờ mình quật lên đầu ông cái thì là có cái an ninh bẻ tay mình. Đấy. Thế đấy là lần thứ nhất nhá. Nhưng mà thế này, cái lần thứ nhất ấy ở đến khi mà nó tràn cái đường thì anh đi xe từ từ, thằng nó ra nó phá vai anh nó ạ. Này, đa đảng vẫn hơn chứ nhỉ? Đấy, đi biểu tình chống Trung Quốc ấy. Như này mà ghé tay anh, này, đa đảng vẫn hơn chứ nhỉ? Đồ công an bắt nó giỏi nhá. Lần thứ hai nhá. Lần thứ hai là sau đó nhá, là nó toàn biểu tình quanh bờ hồ chứ không biểu tình ở đại sứ quán Trung Quốc nữa. Anh nghe tận tai. Tức là lần nào họ cũng biểu tình đến đại sứ quán Trung Quốc trước, đi chặn không vào được thì họ bắt đầu họ về diễu hành trên bờ hồ. Xong rồi đi một vòng quanh bờ hồ đúng không? Xong rồi sau đó mới tràn lên tượng đài Lý Thái Tổ đúng không? Đấy. Thế thì khi mà nó đi một vòng thì nó cứ thỉnh thoảng nó dừng lại. Khi nó đang dừng lại ở chỗ nhà của ta ấy, đứng để nó hô đấy. Hôm nay anh thì chở thằng cháu thanh niên ở đằng sau lưng. Đấy, cái ai bảo mẹ thì bác dí sát họ. Đấy, tức là anh đi dí sát vào vỉa hè Trung Quốc. Anh đi phát chúng mày sang Trung Quốc vào biểu tình. Thế là chỉ có vài người là ngoảnh ra nghe được anh nói câu ấy thôi. Bởi vì cái đám biểu tình nó chỉ khoảng 50-60 người như một lớp học thôi. Thế cái tốc độ xe máy mình qua từng câu thì mình đã đi qua đoàn biểu tình. Đúng chờ phim rồi anh nhỉ. Anh bảo ê, bác đi một vòng nữa. Thế là anh đi vòng nữa anh lại quát thế. Còn anh đi 3 vòng để anh quát 3 lần. Đấy. Đấy lần thứ 2, lần thứ 3 ấy. Là khi mà họ bắt đầu tràn lên tượng đài Lý Thái Tổ ấy. Anh dựng xe. Anh chống chân.
ở dưới lòng đường sát vỉa hè. Anh lại quát là chúng mày là bọn phản động, chúng mày biểu tình chống Trung Quốc nhưng thực ra là chống đường lối ngoại giao quốc phòng của Đảng, chính phủ đấy. Chúng mày sang Trung Quốc biểu tình là nó là quê anh. Thì cái lần này ấy, là bọn nó quay video và nó tung lên lên Facebook. Thì anh vào nhà Nguyễn Lân Thắng ấy thì anh mới tải được cái video ấy về. Đấy là lần thứ ba là hồi anh còn đi xe lít này nhưng mà còn đội mũ bảo hiểm màu vàng nữa đấy. Nhưng mà bởi vì ba cái lần ấy chỉ có người biểu tình họ biết anh thôi, chứ không có video, không có ảnh, không có ai đưa lên Facebook. Nhưng mà người biểu tình thì họ quá anh đến lần thứ ba. Thế thì đến cái lần mà 16 tháng 2 là đúng giữa đám biểu tình ấy, mà lúc ấy họ mới quay video ấy đấy. Thì chiều mấy là bắt đầu tung hết tất cả lên Facebook đấy. Thì đấy là lần thứ tư. Lần thứ tư thì cả, gần như là cả nước bên anh. Tức là buổi sáng thôi nhá, 4 giờ chiều anh chở mẹ anh lên nhà cô em gái rồi anh quay về. Mình bị bật laptop lên, thế là bật Facebook lên cái rồi ngồi mình hoảng quá. Ủa trang nào cũng thấy video về mình. Đấy, thế là mình gọi. Câu ý nghĩa đầu tiên, chết có nguy hiểm cho mình không nhỉ? Đấy. Đấy là ý nghĩa đầu tiên. Thế xong ấy, tối hôm ấy nhá, ăn cơm xong mình bắt đầu bật Facebook lên. Tối 16/2 cho đến tận 4 giờ sáng là ấy, cái Facebook của anh ấy là nó cứ nổi lên hết cái hộp chat này, cái hộp chat này nó cứ liên tục này. Đấy. Thế là anh cứ trả lời những cái inbox ấy là chửi bới này, rồi là khen ngợi này, rồi ca ngợi ủng hộ chú này, bác này. Đấy. Và bên kia nó chửi này. Thì chửi anh cũng trả lời, ca ngợi anh cũng trả lời. Cứ thế mà anh trả lời đấy. Tận 4 giờ sáng thì nó bắt đầu bán đi rồi. Thế là anh đóng máy ngủ. Còn cái bắt đầu từ hôm sau ấy là coi như cứ mỗi lần anh bật laptop lên là nó cứ luôn nổi lên liên tiếp này. Thường nó chỉ nổi được 3 cái. Mình đóng cái này thì là cái thứ tư nó lại nổi lên thành cái thứ 3. Cứ thế mà liên tục. Cái gì ấy? Rất nhiều những cái tin nhắn này. Chú Quang ơi, lần sau cho cháu đi với. Rồi là bác Quang ơi, lần sau cháu sẽ đi cùng bác. Đấy. Thế rồi ấy là vì offline, vì Bibo, vì Lệ, các bạn trước đấy nữa. Chủ nhật 29/2013. Đấy. Cho nên là bọn ấy thì nó biết anh rồi. Bọn ấy nó biết anh rồi cho nên nó mới để lộ thông tin. Khi mà là 16/2 hình ảnh anh nó lên khắp Facebook thì người ta hỏi là ông ấy là anh nhỉ? Thằng ấy là thằng nào đấy nhỉ? Thế thì chỉ được vào đó. Đến tối là họ đã biết đấy là Trần Nhật Quang. Tức là đi đâu? Các cháu này nó trả lời nhau. Nó trả lời nhau thế là đấy là chú Quang. Nhưng mà nước bạn cuối cùng ấy, cái đám bên kia ấy, nó lại yêu mến anh, thế mới lạ. Lâu là đến suốt hơn nửa năm trời là họ không biểu tình chủ nhật nữa. Năm ngoái họ chuyển sang biểu tình anh thương. Đấy, cho nên anh không đi được. Em nói với anh là tại vì em đi biểu tình Trung Quốc từ thâm niên rồi là rất là lâu, từ 2007. Nên là em tại vì cái linh cảm em là ai mà đi biểu tình mà thực tâm là tại vì em quan sát. Em chẳng vì bất đắc dĩ em lộ diện từ cú làm mặt thôi. Chứ em là em rất ẩn, không phải ẩn, chỉ khác em đi ở dưới. Mà em quan sát
ai mà có những cái hành động quá khích là những cái gì mà nó quá lên là mình phải dừng ngay. Nên anh hiểu là giống như trong cái chợ ấy, trong chợ người chân định có cả công an cái cắp hiểu như thế. Trên đánh đồng thì nó là tất nhiên là trong thủ pháp để mà anh để cho mọi người chú ý anh thì nó là quyền của anh thôi, nhưng mà theo em nếu cái thực tâm hiểu là trong đây có những người tốt, anh hiểu rằng là những 2011-2012 có những người đi biểu tình là các cụ chiến binh quân dân thế đảng mà, nhưng là các chú ý theo sự đấy, theo linh cảm em là chú nhất quán tương đối của đảng, nhưng mà vì chuyện quốc xúc của chức thấp nên là những người đấy là người ta đi, nhưng mà dần dần người ta đi một giới hạn thì người ta cũng phân biệt ra là ai là thực tâm cũng như là nó bị lệch hướng, hoặc là bản thân những người biểu tình chứng minh quốc bao giờ nó có do cái tư tưởng người ta sẵn đấy, người ta nó bao giờ nó vẫn tách ra. Cho nên tại sao anh thấy dạo này là nó không có nó hấp nặng, tại vì người ta thấy là nó đủ rồi. Mà cái quan trọng nhất là cái chính quyền là họ đã tuyên truyền cho dân, cũng như nó có biện pháp mà về mặt quốc phòng cũng như là một các lĩnh vực mà tuyên truyền cũng là tốt. Cho nên là tự nhiên là người ta không đi, chứ không phải không đi là vì bị chống phá. Anh hiểu cái lòng dân người Việt Nam thì hại nhiều nước cả, bất luận không hay anh hiểu cái đi sâu tại anh đây em không phải ca ngợi đảng cộng sản, mà vì bản chất là đảng cộng sản cũng là làm được những pháp từ 2007 giờ nhá, họ làm được nhiều biện pháp, nhưng mà nó rộ lên từ 2011 tháng 5 năm 2011. 11 thì vì chính quyền làm chưa nhiều, nhưng mà từ khi chính quyền làm nhiều là họ bắt đầu họ phổ biến và họ góp đá trường sa chẳng hạn, tức là rất nhiều biện pháp họ quốc tế cũng vào. Tuy nhiên là cái chuyện biểu tình nếu mà mình làm thế là nó đủ rồi, giống như em nói ví dụ như là cháy nhà chẳng hạn, cháy nhà mà không ai biết cả, thực tiễn có một ông ra hô cháy nhà thì rất đáng quý, nhưng mà ngày nào ông cũng hô cả trong khi đám cháy đã dập rồi hoặc là đã có cứu hỏa rồi, thì việc ông ra hoặc là ra thì nó sẽ không còn ý nghĩa, hoặc là nó ý nghĩa nó sẽ không còn lúc đầu tiên nữa. Đang cháy nhà ông bảo là cháy nhà thì nó rất là quý đúng không, nhưng mà khi bắt đầu mọi người yếu bắt đầu đi gọi 113 hoặc là mang nước lên mà ông cứ ngoài hồ thì ông lại gây mất trật tự, người ta đến dập rồi mà ông cứ đứng ngoài hồ, nó là như thế, ý nghĩa thế. Còn sau này nó phát sinh ra cái hội nhóm đấy thì nó là do tự thân của mỗi người họ có tư tưởng, họ có con đường, anh phải phân biệt nha. Rồi chứ không phải là anh đánh đồng thì nó em không nói tới xúc phạm anh, tại vì có những người thứ 2711 nó cũng là biểu tình nhân chính thế này đấy, anh phải phân biệt nha. Năm 2017 thì nó là bột phát sinh viên đồng lắm, toàn cơ đỏ sao vàng, đúng rồi, đến trường đại học còn phải ra kêu gọi sinh viên vào hội trường để giải thích cơ mà. Sau khi là giải thích ý, thì nhiều đứa sinh viên nó khóc cơ mà. Và chúng tôi biểu tình Trung Quốc, tại sao nhà trường lại ngăn cản? Em nói thêm một ví dụ nhá, có rất nhiều người, ví dụ em nhớ 2001 nhá, có những người mà sinh viên hồi đấy họ đi nghĩa vụ rồi, em thấy khẩu hiệu là đề nghị tái nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Đấy, tức là nó rất là nhiều người yêu chân chính, thuần tín biểu tình. Em thì cũng là thuần tín biểu tình là chính, cũng đá các lý tưởng, nhưng mà nó không phải là cái điểm nhấn của em. Chẳng qua là như em lúc đấy em nói. Được rồi. Thế bây giờ anh hỏi Đức nhá. Thế thì biểu tình chống Trung Quốc nhưng mà vì sao chính quyền lại không ủng hộ cái việc biểu tình chống Trung Quốc? Đấy là về mặt chính thống thôi, nhưng mà thực tế thì không có cái gì mà ngăn cản, nhưng mà về sau thì nó nhiều quá và chính quyền họ không muốn thì họ đúng là đúng chống Trung Quốc giả danh là đúng biểu tình chống Trung Quốc. Bây giờ để em phân tích ra này, biểu tình chống Trung Quốc là một chuyện, nhưng mà để phóng lên thành biểu tình nữa thì như hai cái nha, lúc nào em chỉ là thần tí là biểu tình Trung Quốc thôi. Còn khi mà mình mang danh yêu nước ấy thì mình phải thứ nhất là phải kiêm tốn, tại vì còn có rất nhiều các cựu chiến binh và những người đã thành công nặng hoặc là hy sinh sương máu, có rất nhiều thế, nhiều khi họ còn ở đời thường họ rất bình dân. Hôm vừa rồi là em tại vì em hay đưa mẹ em đi bệnh viện y học của Trung Thị Khiêm ấy, anh nói tiếp là có những họ chiến binh họ vẫn làm xe ôm, họ vẫn giản dị đời thường thôi, thế họ không tự hào thì cái chuyện đấy là mặc nhiêu đó là trách nhiệm của một người thanh niên trong thời điểm đấy. Trên em nói thêm anh cái biểu tình chứng minh quốc thì anh mình có và xa đà nhiều khi là cái thần phí là, nhưng mà cái biểu tình yêu nước có thể là bọn anh
thể cầm được, vì nó hơi vóng lên là nó tức là không khiêm tốn nổ. Thế là hay. Bây giờ anh nói thế này nhá. Năm 2007 tự nhiên bột phát lên có những cuộc biểu tình của sinh viên cả ngoài Bắc cũng như ở trong thành phố Hồ Chí Minh chống Trung Quốc. Thế nhưng mà chính quyền, đặc biệt là ban giám hiệu, ban thanh niên của các trường đại học ấy, là đều gọi sinh viên về và hội trường và đều giải thích đấy. Thế rồi sau đó là không xảy ra nữa, nó chỉ là bột phát thôi chứ nó không liên miên như từ năm 2011 trở đi. Nó không liên miên nhá, nó khác nhau ở chỗ đấy. Rồi ấy, năm 2003 khi Mỹ bắt đầu ấy là tấn công Iraq thì sinh viên mình nó đến nó đứng ở bên kia đường ở đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, nó đứng rất đông, nó định biểu tình chống Mỹ. Nhưng mà rồi ấy là chính quyền lại ra giải thích thì sinh viên lại giải tán đấy. Thế thì anh muốn nói này, trong xã hội ấy thì tất nhiên nó cũng có người này người khác, có những người mà họ dũng cảm rồi thì là họ gọi là họ máu mặt đấy, họ nóng tiết lên là họ đi biểu tình. Nhưng mà đại đa số nhân dân ta thì không có thói quen biểu tình nhá. Từ ngày mà ở dưới chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nước Cộng Hòa Xã hội Việt Nam sau này thì nhân dân ta không hề có thói quen đi biểu tình. Họ có thể họ căng tức Trung Quốc lắm, họ xem truyền hình, họ có thể họ ngồi họ chửi Trung Quốc, họ đập bàn đập ghế, nhưng bảo đi biểu tình thì họ không đi. Đấy là cái gì? Cái nhất là không có thói quen biểu tình. Cái thứ hai là cái gì? Họ tin tưởng vào đảng và nhà nước. Cái mà cứ hay nói là đảng và nhà nước lo mà. Đấy, chính là nhân dân ta ấy là rất tin tưởng đảng và nhà nước. Họ bức xúc, họ chửi Trung Quốc. Đấy, nhưng mà bảo đi biểu tình thì họ không đi. Đấy, thế nhưng có một số thì họ lại vượt qua cái đấy, họ đi biểu tình. Đấy, nhưng còn một cái số khác là những người mà họ gọi là họ chống đảng cộng sản. Cái số ấy là anh cho rằng là đến 3/4, còn 1/4 là những cái người không chống đảng cộng sản nhưng mà họ tức Trung Quốc họ đi. Đấy, nhưng mà những cái người mà họ tức Trung Quốc mà họ đi, họ không chống đảng cộng sản ấy, thì họ đi 1-2 lần, họ thấy cái cảnh mà đấy cảnh sát mình ấy là không ủng hộ, cảnh sát mình vất vả với họ, với người biểu tình ấy, thì họ sẽ tự bỏ, họ không đi nữa. Còn những người mà cứ cố tình đi, đấy là những người chống cộng sản. Thì không đúng lắm, tại vì đấy, nó cố tình chống cộng sản. Thế còn bản thân những người chống cộng sản mà họ đi biểu tình chống Trung Quốc ấy thì họ không hiểu ý đồ đâu, nhớ. Nhưng mà này, những cái đầu não kiểu như Nguyễn Xuân Diện rồi Nguyễn Quang vân vân ấy, cái loại ấy nó mới thừa hiểu cái ý nghĩa của việc đi biểu tình chống Trung Quốc, nó mới phát động, nó mới là vận động những người chống cộng sản đi biểu tình chống Trung Quốc. Cho nên bản thân những người đi biểu tình chống Trung Quốc lại không hiểu được ý đồ của những người mà vận động họ. Không ai vận động cả, đây là không, nó phải có tổ chức này. Tại sao ấy là bọn anh biết là bởi vì cái nhật ký yêu nước của bọn hải ngoại nó ra thông báo ngày giờ địa điểm tập trung để biểu tình, rồi nó hướng dẫn biểu tình, đúng không? Nó thông báo như thế thì là bọn anh là những Facebooker bọn anh mới biết đấy, rồi là Facebooker cả nước thì là người ta biết, người ta mới bức xúc. Nhưng mà chỗ này cho nên là cái bọn ở nước ngoài nó đề ra những cái biện pháp đấy, rồi ấy là những cái trí thức chống cộng ở trong nước đấy, là đảng viên mà đây là đảng viên đấy, nó mới hiểu được ý nghĩa của cái việc ấy thì nó mới vận động quần chúng. Thì anh nói là có hai nửa, một nửa là chống cộng, một nửa là không chống cộng đấy. Cái nửa ấy, cả hai nửa đây đều là đi nhưng mà không biết cái ý đồ sâu xa của những cái người bên trên.
những người được đứng đằng sau. Nhưng mà anh phải hiểu ở góc độ của anh phải, tức là vì anh ở thần phí là những người anh tóm lại là anh góc độ là chống mà người kia. Ừ. Là bên kia trên tuyến nha. Không phải bên kia trên tuyến nha anh. Nếu mà anh tại vì em hơi gọi là đá sang phía chủ, em hiểu là thực ra là cách nhìn của họ là cái biểu tình là quyền trình đá mà trong hiến pháp là ghi. Đúng rồi. Nên nếu mà họ đi biểu tình diễn được miễn là đúng pháp luật mà có mà bên như họ bọn anh thì là điều rất bình thường đấy. Anh nếu mà bây giờ mình phải đứng không phải đóng hai vai mà mình nhìn ở phía bên kia, thế tại sao có những người em nhớ là có một anh đi từ 2 đến 7, anh bảo là thực ra anh không phải đi chống dịch của Trung Quốc mà anh ý đi vì cái quyền biểu tình đấy, tại vì anh chưa bao giờ đi biểu tình. Thì anh bảo anh đi biểu tình để tiếp cái chuyện biểu tình như thế nào. Đấy là một ý kiến của những người thần ký biểu tình Trung Quốc thôi. Xong rồi về, có những người thì có muốn, như anh nói là muốn cài cắm gọi là chống đảng, theo ý kiến của anh là chống đảng. Nhưng mà họ là bảo là thực thi quyền dân chủ mà hiến pháp và pháp luật đã đề ra thì có ý kiến. Nhưng mà những cái người ấy là nó gọi là tại vì thực tế hiện nay quá thực tế có một khẩu hiệu nào bảo là lật đổ là cộng sản hay nào nó đã làm cả. Nếu tại vì có khẩu hiệu đấy thì bảo đảm là dân ngay có khi là mình đặt đặt, nhưng mà đến giờ phút này là chưa có cái khẩu hiệu như thế đây. Nhưng mà anh đảm bảo này nhá, những người trong lòng họ quá là đảng cộng sản, họ đi biểu tình chống Trung Quốc thực sự là họ căm ghét Trung Quốc, nhưng bên cạnh đó họ cũng linh cảm được cái đi biểu tình thực hiện quyền công dân này cũng là để trêu tức cộng sản, cũng là để chống lại cộng sản. Họ linh cảm được đấy, vì vậy họ đi biểu tình chống Trung Quốc nhưng mà họ thấy chính quyền không ủng hộ đấy, mà chính quyền vất vả với họ nhưng họ vẫn cố tình đi, đúng chưa? Còn người bình thường ấy, người dân bình thường ấy mà mình đi biểu tình mà thấy chính quyền không ủng hộ và chính quyền quá vất vả với mình thì họ sẽ không đi nữa. Đúng không? Trong hỏi Chu Quang rồi hỏi anh Đức nào, tại sao số lượng người biểu tình chống Trung Quốc trong những năm nay gần đây 14-15 giảm đi rất nhiều, có gì không có? Vì sao thì như lúc anh nói, do cái đảng cộng sản này họ đã làm rất là tình hình nó thành vấn đề quốc tế rồi, đâm ra là cả nước biết rồi, bên ai biết cả. Nhưng mà như giờ dân bên tại sao anh ít đi, tại vì anh đi thì là tại vì mục đích của anh đi ấy, nếu mà khởi thử anh đi là anh muốn cho cái chính quyền này làm sao họ phải có những biện pháp gì đấy đối với các biện pháp gì đó tự nhiên để trừ cái mà vấn đề quốc phòng phải bí mật, nhưng có vấn đề riêng chỉ cho dân hay là khuyến khích dân có làm những hình thức như là biểu luận này hay là văn hóa ca nhạc này hoặc là bóng đá Trường Sa, tức là anh muốn rồi là tỏ rõ hay không. Đấy. Chính quyền phải tỏ rõ chuyện biểu tình chỉ là một phần thôi. Nó còn nhiều tố bia góp đá Trường Sa thì bằng chương trình truyền hình và chương trình ca nhạc mà trực tiếp đấy thì nó có phải đến với dân đến ý ấy. Anh tức là có rất nhiều ý kiến là muốn theo thế này nhé, khi bo nhá, thế này để chú giải thích con ngay. Chính quyền quốc hội đã ra luật biển đấy, đúng không, lớn nhất là làm cho Trung Quốc ấy nó nổi đoán lên, nó đáp lại bằng ấy là nó thành lập thành phố Tam Sa, đúng chưa? Thế rồi ấy là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tuyên bố là Hoàng Sa Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam. Ai cũng hiểu thế, nhưng mà ông Thủ tướng, ông nguyên thủ quốc gia mà ông tuyên bố như vậy thì đấy là một bước ngoặt, đúng không? Đấy, rồi là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói là quan hệ với Trung Quốc ấy là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thì thế rồi ấy là cái mình tuyên truyền cái Hoàng Sa Trường Sa, cái Trường Sa ấy là góp đá Trường Sa rồi thì là cho bà con Việt kiều các nhà đấy, rất nhiều chương trình nó ra đấy, các nhiều chương trình ra đấy, cái cốt lõi vấn đề sao biểu tình nó giảm đi, em hiểu không? Đấy, thế thì trong ngày trong cái bối cảnh ấy thì việc biểu tình chống Trung Quốc lại trở thành vô duyên, đúng không? Tức là người ta đang chống Trung Quốc mà ông lại cứ đi những biểu tình sẽ giảm đi. Rồi anh nói là vô duyên là đúng mà ý nghĩa giảm đi, giống như em giải thích vậy ấy, đang cháy nhà mà tự nhiên có ông hồ lên thì nó rất đáng quý, nó phải tuyên dương quý. Nhưng mà bây giờ tất cả các biện pháp nào là xe cứu hỏa hoặc là ta mang nước rồi hoặc là người ta chỉ có được ông đứng ngoài hồ, ông đứng ngoài hồ không, ông lại thành phản cảm. Nhưng mà đáng lẽ ông phải nhảy vào, ông hồ xong ông phải nhảy vào. Đấy, quan điểm của em là như thế. Theo anh thứ hai rồi một phần do những người dân biểu tình làm quý bản thân hình ảnh. Đúng chưa đây? Mình có được bút một bài gần đây đúng không ạ? Có biết nấu trong biểu tình để lợi dụng như thế nào với bản thân người dân tìm hiểu trên mạng các thứ đó, người ta cái đánh giá cái quan trọng nó có một phần một phần một phần một phần
con lâu làm với bản thể hình ảnh đương nhiên biểu tình để đất nước Việt Nam đúng không ạ? Bởi vì những cái bản đâu không phải họ đi biểu tình họ cũng có làm cái gì với bản đâu đấy nếu mà không phải với bản ý thì nó là sáng vấn đề dân chủ rồi thì là anh em mình sẽ đi vào vấn đề chính vì nó làm giảm ý nghĩa cho dân chủ cũng như là các tổ chức dân sự thôi chính vì nó để em những người chưa tham gia vào cái hoạt động ấy không em đã nhìn ngay là đây là bọn này bọn lợi dụng biểu tình chú ý để lôi kéo người dân và thực sự chú ý tham gia nhưng mà khi ra ngoài đó lại đưa những băng rôn khẩu hiệu nạt tè đi không thì nó lại sang vấn đề khác. Nhưng mà lại sang vấn đề thì hôm nay anh em xin tranh luận. Nhưng mà để em nói. Chính vì do em nói là nó loãng. Loãng cái gì? Nước thì chúng tôi không biết. Không phải loãng. Con quan trọng là chính quyền họ đã là như thế nào. Thu vũ khí nhiều thì cũng làm. Đúng rồi. Cái sự là yên tâm của lòng dân. Thế cái đấy là quan trọng ạ. Đấy là cốt lõi chứ nếu mình bảo là nhờ mấy ông biểu tình hay là nhờ mấy ông phản biểu tình này không có biểu tình thì không đúng. Chính quyền nó hàng 90 triệu người mà. Nếu mà anh yêu đảng thì anh mới hiểu cái đảng này nó rất nhiều công nhiều việc thì nó họ không thể là nói một ngày nó có giải pháp hay gì đứng ở nước lớn như vậy. Đây là không phải là mình quy cô cho đảng chả nhưng mà mình khách quan là anh nói anh rất trung lập mà anh cũng gọi là khách quan là mình phải nhìn góc độ như vậy. Chí Đức này, Chí Đức ấy có thể là ấy đi biểu tình chống Trung Quốc ấy là nghe bạn bè nó bảo ngày ấy sẽ được biểu tình chống Trung Quốc thì Chí Đức là có thể rủ nhau đi thôi nhưng mà đằng sau đấy là một âm mưu là một tổ chức có tổ chức đàng hoàng. Gồm lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn thù.